tạm giữ hình sự đối tượng tấn công cảnh sát giao thông. Trong lúc tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ, Phạm Văn Lực, sinh năm 1987, có hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng và tấn công thành viên tổ công tác. Ngày 2 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Lực, sinh năm 1987, ngụ xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra, tối mùng 1 tháng 11, tổ tuần tra cảnh sát giao thông, trật tự công an thị xã Duyên Hải thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Khi đến đoạn thuộc phường 1, tổ tuần tra phát hiện xe máy do Lê Ngọc Cường, sinh năm 1994, ngụ xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Cường không xuất trình được các loại giấy tờ và không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Trong quá trình tổ tuần tra thực hiện nhiệm vụ, Lực cùng một nam thanh niên đi đến cự cãi, có lời lẽ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ. Lực sau đó điều khiển xe máy của Cường bỏ chạy nhưng bị tổ tuần tra giữ lại. Lực đã có hành vi chống đối, tấn công cán bộ trong tổ tuần tra dẫn đến chấn thương. Tổ tuần tra phối hợp công an phường 1 giữ và đưa Lực về cơ quan công an làm việc.